Liên Minh Phát xin được chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Năm Thần Vào Bếp. Xin được giới thiệu MasterChef siêu mẫu Hoàng Long. Hôm nay anh thế nào? Vẫn ổn và lẫn hào hứng. Chúng ta cùng chào đón nam diễn viên Hữu Thanh Tùng. Cùng với lại diễn viên MC Trần Anh Huy. Mới đang ở dưới cầu Bình Triệu, đang chạy bộ vòng vòng dưới á. Không tụng trời thôi, mặc cớ chủ hỏi anh nấu ăn. Tôi đang mặc bộ đồ. Nhưng mà này mới ăn xong là tập chưa xuống đúng không? Thấy bụng còn nè. Và như vậy là hai khách mời của chúng tôi đã sẵn sàng bước vào thử thách đầu tiên. Đây. Lửa là lửa đủ rồi. Ủa quá. Ơi là